Hello các bạn. Chào mừng các bạn quay lại kênh YouTube Vũ Kiệt Nam Vlog của mình ha. Thì hôm nay mình sẽ làm một video clip này. Thì mình sẽ chia sẻ cho anh em cái cách mà để thay cái này người ta gọi là núm cần số tay à, trên dòng xe Ford các bạn ha. Mà cụ thể mình lại đây dòng xe Ford Ranger nha các bạn. Số sàn hay số tay các bạn. Thì theo thời gian á, thì bao giờ cái núm này cũng bị hư hỏng các bạn. Cái núm này các bạn. Thì mục đích của cái núm này là gì? Thực ra cái bọc này á, là mình bọc thêm các bạn. Mình bọc thêm bạn tạm tạm thời thôi các bạn. Chứ bên trong là nó nát bầy, nó hư rồi các bạn. Mình mở ra cho các bạn xem. Chứ thực ra là bên trong nó nát bầy rồi. Mình chỉ đang bọc tạm. Trong lúc mình về cái núm xịn về các bạn. Đó. Thì cái núm này đã về rồi các bạn. Thì bây giờ mình sẽ tháo lại này ra trước. Tháo cái bọc silicone này ra trước các bạn. Để cho bạn thấy bên trong nó nát bấy nhầy để ghê lắm các bạn. Rồi, để em giải thích trước cho các bạn xem. Đây. Đây là cái núm bên trong các bạn. Nó bị hư từ lâu rồi các bạn, nó hư từ lâu mà cuối cùng mình chưa có thời gian mình mua cái mới để mình thay. Mình phải chế các bạn. Mình phải chế, mình phải cột cái dây dây thun như cao su này nè các bạn. Đó, rồi mình còn lót thêm cái ni lông các bạn, tức là mình làm cái giải pháp tạm thời các bạn ha. Còn bây giờ cái núm của nó đây các bạn, cái núm của nó là nó bong chóc rồi, nó mình mở ra, mình tháo ra cho bạn xem cái núm của nó ha. Đây cái núm của nó. Rồi, đây. Đây là cái núm của nó các bạn ha. Thì cái núm của nó bị bong chóc rồi các bạn. Nó bong chóc rồi, nó sần sùi rồi. Nó ra cái keo các bạn. Nó ra keo, mỗi lần mình sờ cái tay vô thì keo nó bám đầy. Rất là dơ, rất là bẩn. Thì nên mình phải mua cái núm mới về thay các bạn. Thì bây giờ mình đã mua cái núm mới ở đây. Mua là 80.000 đồng các bạn, bao gồm ship thì giá nó chỉ có 60.000 thôi. Đây là cái núm mình mua ha. Thì mở ra cho bạn xem luôn. Đó, thì cái núm của xe này nó kiểu như là bạn bạt rờ vô đây là nó ra keo của bạn, nó lâu ngày nó lão hóa cái phần này nè các bạn. Đó, nó rách tè tua rồi nó ra rồi, mỗi lần mình đánh số các bạn, mình rờ vô rất là bẩn, nhớp nhớp cái tay rất dơ khó chịu. Đó. Còn bây giờ đây cái nắp của nó cũng là như thế này các bạn ha. Đó, đây là theo zin này của xe này. Thì bây giờ mình sẽ thay nó. Thay nó thì muốn thay nó thì trước khi mà mình đặt về thì mình không có không không chưa chưa đặt được á, thì mình dùng cái bọc silicone này các bạn, mình để mình chụp nó lên, mình chụp lên để mình khi mình nắm tay vô thì tay mình nó không bị rít rít khó chịu ha. Đó, đó giải pháp tạm thời thôi. Còn giờ giải pháp lâu dài là phải thay nó. Thì đây là cái núm mà mình thay các bạn, mình mua về rồi các bạn ha. Mình mở ra. Đây mình mở ra cái núm đó. Núm này thì mình chỉ xem trên mạng thôi, mình nhìn hình giống giống thôi các bạn. Mục đích của núm là gì các bạn? Để mình giải thích cho bạn hiểu để mục đích của núm là đi số là gì. Thứ nhất là trên nó đánh cái ký hiệu này các bạn, ký hiệu xe mình xe 6 số mà số sàn đó. Số tay thì RR là mình móc ngược rồi đẩy lên thì mình vô số R tới mình lùi á, số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, số 6 rồi đó các bạn. Thì mục đích làm gì để những người mà họ không có biết là xe mình 5 số hay 6 số, họ có leo lên xe mình, họ nhìn vô đây họ biết là à, xe mình xe 6 số mà muốn đánh số lùi thì phải làm sao? À, phải móc đẩy lên. Hoặc là tùy cái loại xe, có xe thì nếu mà không là 5 số thì cái R này nó nằm sẽ thay vào cái vị trí số 6 nha các bạn. Nếu mà trong trường hợp mà xe 5 số thì thường là người ta lại đánh cái vị trí mà số lùi nó lại không nằm ở vị trí này này đây mà nó lại móc ngược lại. Nó thay vào cái vị trí số 6. Đó. Chính vì thế mà mình cần phải cái núm ở chỗ đó. Chứ nếu mà mình không cần cái núm đúng cái số như thế này thì mình kiếm cái núm nào mình đặt lên cũng được thôi. Dễ thôi. Ha. Rồi ok, thì bây giờ mình cũng không biết ráp có vừa không thì mình phải thử các bạn. Cái gì cũng phải trả giá, phải thử.
Về độ hoàn thiện thì mình thấy nó đẹp, khá là đẹp các bạn, rất là đẹp nè, nó làm rất là đẹp ha, mới cóng luôn, giá 60.000 các bạn, đẹp luôn, đẹp hơn so với cái cũ này các bạn. Mình đặt hai cái mới cũ cho bạn xem ha. Nào, cái bên tay phải là cái cũ đó các bạn, bên tay trái là cái mới mình mua đó các bạn. Đó, cái cũ thì lâu ngày nó cũng bị bong chóc rồi các bạn. Rồi bây giờ mình chỉ thay thôi. Giờ mình sẽ mở ra các bạn ha. Nó dùng cái lục giác bông này các bạn, tại vì làm Ford nó hay sử dụng cái dạng lục giác bông lắm nha các bạn, tức là bông bông hoa sáu cạnh nha các bạn. Đó thì muốn mở được cái lục giác bông này ra thì đầu tiên nó mình sẽ cài sẵn ban đầu là như thế nào để rồi mình hướng dẫn cho bạn mở ha. Thì ban đầu thường là như vậy nè. Bạn muốn mở được nó ra hay không á thì đầu tiên bạn phải mở cái nắp này ra trước các bạn. Muốn mở nắp này ra trước thì bạn phải kiếm cái đồ mở nội thất nào hoặc cái tô vít dẹt, bạn bậy nó lên các bạn ha. Đó. Bạn bậy thì nó sẽ ra thôi. Đó là hướng dẫn cho bạn cách mở luôn. À, nó ra được cái chụp trên này rồi thì mình tiếp tục. Ở dưới đây nó sẽ có còn một con ốc. Ốc này thì mình phải dùng cái lục giác ha. Thì cái lục giác này là lục giác T25 nha các bạn. Đây, lục giác T25. Thì tiếp tục mình dùng cái lục giác T25 mình mở nó ra, mở con ốc này ra. Xoáy ngược kim đồng hồ các bạn ha. Xoáy ngược kim đồng hồ ra. Thì khi mà bạn mở ra nè, bạn phải lấy cái tay giữ nè, một tay vặn một tay giữ nè, chứ không có lò xo nó bẫy nó băng lên các bạn, nó văng lên rồi hồi nữa bạn rơi mất đâu bạn không biết cách nào mà bạn lượm nó lại các bạn. Nhiều người không biết á, tại dưới đây nó có lò xo nó đẩy các bạn. Nên khi bạn vặn ngược lên thì bạn cũng phải lấy tay bạn để nha, đề phòng cái con lò xo nó bắn lên nha. Đó. Thì con ốc nó là như thế này các bạn ha. Đây con ốc nó đây. Rồi bỏ nó vô đây đi cho khỏi rớt. Rồi tiếp tục bây giờ mình sẽ kéo mình cái núm này nè. Mình xoay ngược kim đồng hồ một chút xíu ha. Rồi là mình nhấc lên nè. Xoay đi. Đó, rồi nhấc lên. Thì nó ra thôi các bạn. Đó, thì bạn để ý là cái lò xo này nè các bạn. Nhiều người không khéo các bạn là lò xo này là nó bung hẳn luôn các bạn ha. Đó, nhiều người không biết là lò xo này nó bắn luôn. Nên cái của nó nè các bạn. Lâu ngày nó cái phần giả da này các bạn nó rách ra hết rồi các bạn, này chắc là da thật luôn chứ không phải giả da đâu các bạn, nè, nó rách ra hết trơn nữa các bạn, nó dơ bẩn nhớ cái tay mình, giờ mình phải thay bằng cái núm này, đó, rồi tương tự thay núm này thì mình cũng án chừng không biết có tới không nữa. Ngắn hơn. Giờ là cái núm này của mình à cũng bằng nhau mà các bạn. Mình phát hiện ra là Ford làm ngược với cái hãng khác các bạn. Ford làm ngược cái hãng khác để mình giới thiệu cho bạn, nó khác ngược chỗ này nè, nhưng mà không sao mình chế lại vẫn được. Này chuyện nhỏ với mình là vô chế mà các bạn. Rồi, thì Ford á khi mà mình đẩy cái núm này vô nè các bạn. Mình đẩy cái núm này vô ha. Của nó nè, cái phụ núm của nó nè, mình nhấn xuống thì muốn giữ cái núm này là nó sẽ bắt thêm một con vít này các bạn, nó ép xuống à, chứ nó là con vít này nó sẽ ép vô đây nè các bạn. Đây con vít nó sẽ bắt vô cái lỗ này, đây nó sẽ bắt vô cái lỗ này để nó giữ cái núm lại các bạn ha. À, nhưng mà cái dòng xe khác á thì nó không làm như vậy, nó lại tạo cái ren bên trong này các bạn để mình vặn vô, tức là những dòng xe khác thì nó lại tạo cái ren xung quanh cái núm này để mình vặn vô. À các bạn thấy không, nó hơi ngược. Thì bây giờ với cái núm này mình cũng vẫn chế được, mặc dù là cái ti của cái cần số này các bạn nó không có tạo ren các bạn, nó không tạo ren nên nó mới tạo ra cái con ốc này nè để mình nó bắt từ trên xuống dưới, nó giữ lại các bạn, giữ lại cái núm. Nhưng mà mình vẫn xoáy được các bạn. Mình thử vẫn xoáy được. Đó, mình đang xoáy nè. Nó vẫn vào nha các bạn. Mình xoáy nó vẫn xuống, vẫn vào nha. Nó xoáy từ từ nó vẫn vào.
Tức là những cái hãng xe khác thì nó sẽ làm cái ren mình vặn cái núm vào. Cái thằng Ford này thì nó hơi chơi ngược người ta, là nó không không dùng cái ren. Tại bên trong nó là bằng nhựa thôi các bạn, nó không 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 có dùng ren. Nó chỉ nhấn vào rồi sau đó nó dùng cái con ốc này để vặn vào. Đó, bây giờ mình vặn vô thì nó vẫn vô ha. Đó, nó vặn vô từ từ nha các bạn. Vừa vặn vừa nhấn thì nó vẫn xuống nha. Ok. Mình cứ vặn làm sao mà cho đúng cái chiều cái núm vú núm số là ok các bạn. Cỡ nào cũng chế được hết đó các bạn. Việt Nam mình thánh chế mà các bạn. Mình xoáy mạnh vô các bạn, nó vẫn vào các bạn ha. Mặc dù là cái ti của nó không tạo ren nhưng mà do cái núm này nào nó có tạo ren là các bạn, nên khi mình vặn vô nó vẫn vào được các bạn. Thì bây giờ hiện tại mình vặn vô rồi đó các bạn. Đó, còn cái núm cũ của nó là cái núm này nè các bạn, nó chóc rồi nó rách chứ các bạn nè, nó chóc nó rách, nó ra những cái lâu ngày các bạn, nó tạo ra cái lớp bùn nữa các bạn, mình cầm tay rất nhớt nhớt, rất khó chịu các bạn ha. À, nên nên mình trong thời gian mà mình chưa tìm được cái núm này đó là mình phải phải dùng cái bọc silicone này các bạn, nhựa silicone này dẻo nhựa dẻo nè, mình chụp nó vào để mình cầm cái núm nó cho nó không bị dơ dơ tay. À, bây giờ mình mua được rồi mình thay nè các bạn, giờ nó mới có luôn các bạn ha. Thì số R nè, R là lùi nè. À, còn số 1, số 2, số 3, số 4, số 5 đó nó ngon lành các bạn. Bây giờ mình đánh thử các bạn xem nè, ví dụ là đánh số 1 đó là ép thẳng vô ha. Đẩy vô. Lên số 1 nè. Nhưng mà số 2 á thì kéo thẳng số luôn. À, nhưng mà cái xe của mình á, là nó bị lỗi xượng số chuyển khi nhả số 1 rất là khó, nên thường á, là khi mình muốn số 2 á, là mình không có ép kéo thẳng xuống mà mình hơi gạt qua nhẹ chút xíu, ví dụ đang số 1 nè, đang lỗ 1 nè, muốn số 2 là mình nhả hơi xéo bên tay phải chút xíu về số 0 rồi thao tác nhanh thêm một lần nữa ép thì xuống số 2. Số 3 thì mình đẩy lên một chút xíu là nó về số 0 nè, đẩy thẳng lên luôn. Số 3, số 4 kéo số. Số 5 đẩy về số 0 giữa nhẹ, gạt qua trái đẩy lên số 5. Số 6 kéo giữa thẳng xuống luôn, đẩy số 66. Còn số R thì chạm số 0. Móc này lên nè, đây nè, nó có cái móc nè các bạn. Đó, nó móc nè. Giờ mình làm mình cho ít mỡ bò vào giờ nó cũng nhả lên nhả xuống nó ngon rồi các bạn. Với cái lớp cái lò xo bên trong á, lâu ngày nó bị ép nhiều quá nên cái lực đẩy xuống của nó rất là kém các bạn, tức là kéo lên được nhưng mà lên lúc mình thả tay ra nó không có đẩy được cái tay này xuống, nên mình kéo cái lò xo giãn ra rồi thì mình kẹp vô rồi, ok các bạn nè, mình thả lên cái là thả ra nó tự bung về bên ban đầu nè, đánh R là số lùi, là móc lên bóp lên nè, gạt qua trái nè, đó lại nó kêu số cái tay te là ta đang đánh số lùi đó, trả lại về số 0.